Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái mẫu cần lụa đến từ thương hiệu Tersu Ginoza, cần Mystery S702M và C702M, chiều dài là 2m1, độ cứng là M, cần máy đứng và máy ngang. Và đây là cái mẫu cần máy đứng, chiều dài của nó là 2m1, cần Mystery S702M là cần máy đứng, chiều dài là 2m1, chất liệu carbon sáng ít toàn thân, khoen Fuji. Và đây là cái mẫu cần máy ngang, chiều dài của nó là cũng 2m1, chất liệu carbon sáng ít toàn thân, cần Mystery C702M. Độ cứng của nó là M medium, độ cứng trung bình, rất thích hợp cho các bạn đi đua mùa giá. Đây là cái mẫu cần chính hãng của thương hiệu Tersu Ginoza. Ở dưới đít cần có dập một cái logo của thương hiệu Tersu Ginoza. Và đây là cái cần chất liệu carbon 99%, carbon hai lớp, rất là dày. Cán và tay cầm của cái mẫu cần này là bằng chất liệu EVA, cứng chắc và chống trơn trượt khá là tốt. Cái chất liệu carbon sáng ít rất là đẹp. Chất liệu carbon sáng ít rất là đẹp. Bát máy của cái mẫu cần này là bát hãng của thằng Tersu Ginoza, bát oval. Và cái khóa bát của cái cần máy đứng là ở phía dưới dặn lên để khóa máy. Bát của cái cần máy ngang cũng là bát hãng của thằng Tersu Ginoza. Cái khóa bát của cái cần máy ngang là khóa ở trên vặn xuống nha các bạn. Cái bát được xi mạ rất là đẹp, rất là dễ lau chùi và đây là hai mẫu máy đứng và máy ngang. Ở trên cái cây cần có in một cái logo của nhà sản xuất và cái tên cây cần là Mystery. Đây là cái cần máy đứng S702M. Và đây là cái thông số tải linh của cái cần là 7 đến 16 bao, và tải mồi của cái cần này là 7 đến 20 gram. Và cái thông số của cái cần máy ngang cũng bằng cái cần máy đứng, tải mồi của nó là cũng 7 đến 20 gram. Khoen của cái cần này là khoen Fuji nha các bạn. Đây, ở trên cái khoen có dập cái logo ở cái chữ Fuji. Cái khoen đề ba của cái cần máy ngang là khoen ba chân, rất là đẹp. Cái đường kính đọt của cái con này là 1.7 mm, khoen đầu bu chống xoắn luôn nha các bạn. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video. Các bạn có thể comment để lại số điện thoại, shop sẽ điện lại và tư vấn thêm cho các bạn. Các bạn có thể vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn.